Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 sẽ có những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Bố Trạch. Kiểm soát dịch COVID-19 đảm bảo vững chắc hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi họp bàn về phương án tổ chức dạy học từ ngày 20 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 16 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Bố Trạch về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên, từ ngày 24 tháng 8 đến 6 giờ ngày 16 tháng 9, toàn huyện Bố Trạch có 778 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Bố Trạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt phù hợp với tình hình của từng địa bàn. Trong đó, trọng tâm là chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện cũng như việc chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội, khẩn trương khoanh vùng dập dịch, tiến hành xét nghiệm bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Huyện Bố Trạch cũng đã thực hiện tốt cả giải pháp về an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản, làm tốt công tác cách ly tập trung, triển khai cả phương án bảo vệ tài sản cho ngư dân, đồng thời bảo đảm cả quy định về phòng chống dịch. Hiện nay, sau 3 tuần quyết liệt chống dịch, huyện Bố Trạch đã tiến hành đánh giá lại tình hình phòng chống dịch để chuyển trạng thái mới và áp dụng cả mức độ phòng chống dịch COVID-19 theo từng khu vực trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm cả biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đối với cả khu vực được xác định là vùng đỏ, cung cấp đầy đủ cả nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho người dân tại địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, duy trì các chốt chặn, tổ chức phương án sản xuất kinh doanh hợp lý. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích về những kết quả trong phòng chống dịch của huyện thời gian qua. Các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá nỗ lực quyết tâm của huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19, huy động sự hỗ trợ đóng góp của nhân dân trong phòng chống dịch, bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn, đồng thời đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Kết luận tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho biết, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã tán thành và giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách. Điều này đã tạo điều kiện cho Chính phủ cùng các địa phương chủ động triển khai hiệu quả kịp thời hơn trong giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng ghi nhận biểu dương sự quyết liệt của huyện Bố Trạch trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể đã áp dụng linh hoạt các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch, đặc biệt là các địa bàn nguy cơ cao để thực hiện giãn cách xã hội, từ đó khẩn trương khoanh vùng dập dịch, khẩn trương truy vết xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Nhờ vậy đến nay đã chuyển trạng thái trong phòng chống dịch COVID-19 đối với một số địa bàn khoa học hợp lý. Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng cho rằng việc chuyển trạng thái trong phòng dịch, trong đó có một số địa bàn thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 19, không có nghĩa là chúng ta đã chiến thắng được dịch bệnh, mà công tác phòng chống dịch là cuộc chiến lâu dài, nhất là đối với huyện Bố Trạch. Có địa bàn trải rộng, nhiều nguy cơ lây nhiễm nhất là tại cả cảng cá, khu neo đậu và tại cả khu du lịch. Vì vậy, huyện Bố Trạch cần tiếp tục quán triệt sâu sắc cả quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, lực lượng tuyến đầu và cả tầng lớp nhân dân, tiếp tục duy trì cả tổ COVID cộng đồng. Đối với các địa bàn đang thực hiện chỉ thị 16, cần áp dụng nghiêm túc phương châm ai ở đâu ở đó, nhà cách ly nhà, đồng thời tiếp tục tổ chức xét nghiệm nhiều vòng, nhiều lớp để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhằm sớm chuyển trạng thái cho các địa bàn thuộc vùng đỏ tại huyện Bố Trạch. Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng cho rằng, ngay sau khi tiến hành xét nghiệm, phát hiện F0 thì phải đưa đi cách ly ngay. Quá trình vận chuyển người đi cách ly phải đảm bảo an toàn, quản lý tốt công tác cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo. Sớm kích hoạt khu cách ly tập trung ở cả xã thị trấn, nhất là ở các địa bàn thuộc vùng đỏ, khuyến khích cả tình nguyện viên hỗ trợ cho cả khu cách ly, quá trình vận chuyển cả F1 phải đảm bảo tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh huyện Bố Trạch cần tổ chức phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho nhân dân, tổ chức doanh nghiệp theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, phần bảo vệ chủ quyền biển đảo nhưng đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Huyện Bố Trạch cũng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Tỉnh sẽ đồng hành và hỗ trợ huyện Bố Trạch trong công tác phòng chống dịch để sớm chuyển trạng thái tại các địa bàn vùng đỏ của huyện Bố Trạch.
Nhân dịp này, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Đoàn đã động viên các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn về điều kiện sinh hoạt, điều kiện thời tiết, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt, đồng thời tặng quà cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt. Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đảm bảo vững chắc, đúng mục đích, yêu cầu, đúng phương pháp và hiệu quả là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến giữa Trung tâm Chỉ huy với các sở ngành địa phương tổ chức vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 9. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy, các đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy. Tại điểm cầu các địa phương có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 9, tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.377 ca, số ca đang nhiễm 941 ca, số ca đã điều trị khỏi là 435 ca. Qua điều tra truy vết, số ca mắc liên quan đến các ổ dịch trong tỉnh giai đoạn từ ngày 24 tháng 8 đến nay là 1.250 ca, chiếm 90,8% tổng số ca mắc COVID-19 tích lũy từ đầu năm 2021. Huyện Bố Trạch là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với 776 ca, tiếp theo là thành phố Đồng Hới với 395 ca. Thị xã Ba Đồn chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào liên quan đến các ổ dịch trong tỉnh kể từ ngày 24 tháng 8. Qua theo dõi, đánh giá cho thấy, số lượng các ca bệnh trong ngày đã có chiều hướng giảm dần và tập trung chủ yếu những vùng phong tỏa, các khu cách ly tập trung. Các ổ dịch mới đã được khoanh vùng kiểm soát. Ngày 15 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể cho từng địa bàn. Đồng thời, ban hành các quyết định cụ thể việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai của các cơ sở trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở đánh giá lại kết quả tình hình phòng chống dịch thời gian qua, đồng thời thảo luận sâu về những nhiệm vụ cần triển khai trên tất cả các lĩnh vực trong trạng thái mới. Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong phòng chống dịch mà tỉnh đề ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hiện nay nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất cao. Nếu không kiểm soát tốt thì sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Hiện nay thì báo cáo cảm chí chúng ta về cơ bản là kiểm soát được dịch, đã xác định trúng và đúng mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, để tập trung toàn bộ tổng lực cho công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Trong đó xác định rất rõ các nguy cơ, cấp độ về là phòng chống dịch và đã đảm bảo cái điều chỉnh chuyển trạng thái của tỉnh. Ủy ban tỉnh đã có cái quyết định cụ thể cho từng địa phương, từng địa bàn. Thì các đồng chí trên cơ sở đó xác định đó để tập trung trong lãnh đạo chỉ đạo, tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trong ngay đầu cũng như thời gian để chuyển cái trạng thái mới trong phòng chống dịch. Đề nghị với các huyện, thành phố, thị xã và các sở ban ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao cái quá trình phòng chống dịch bệnh của địa phương, đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, trung tâm chỉ huy các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Phát huy đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc 4 tại chỗ, phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng. Nhấn mạnh về mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: tập trung ưu tiên toàn lực cho hoạt động phòng chống dịch, nỗ lực cao nhất để kiểm soát được cái dịch trong thời gian sớm nhất và cố gắng báo cáo các đồng chí cái đợt điều chỉnh này cố gắng hết tháng 9. Chúng ta phải kiểm soát cơ bản và xử lý tất cả và chuyển đổi là chuyển cái trạng thái bình thường mới về cơ bản toàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo trung ương của Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, Thị ủy ban tỉnh và Trung tâm Chỉ huy tỉnh với quyết tâm như vậy, cùng với các huyện, thành phố, thị xã, các xã phương ra quyết tâm như vậy để đạt được, phải trở về cơ bản là trạng thái bình thường mới.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương chủ động xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện kịp thời khi kiểm soát được dịch bệnh với phương châm an toàn là trên hết. Chỉ đạo thống nhất, đồng bộ trong cung ứng, lưu thông hàng hóa theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất thì phải an toàn. Tập trung ưu tiên cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trong tình hình mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh phải xác định mục tiêu của thực hiện giãn cách là kiểm soát dịch nhanh nhất có thể và triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp, tiếp tục khẩn trương điều tra truy vết phát hiện các trường hợp F1, F2 để theo dõi giám sát kịp thời, tăng cường quản lý tại các khu cách ly tập trung, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt để, tiếp tục tổ chức thần tốc việc xét nghiệm, khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vaccine đảm bảo an toàn hiệu quả, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo việc tổ chức hoạt động lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai tại các cơ sở sản xuất trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Về hoạt động dạy và học, phải đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương. Sáng qua ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Chương trình được tổ chức tại điểm cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trưởng Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã kêu gọi và phát động tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận mệnh, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch. Số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm cần được hỗ trợ giúp đỡ khá lớn. Trong khi đó, nguồn lực của nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm, một phần kinh phí mua vaccine tiêm cho toàn dân để sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới. Do đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, cả lực lượng vũ trang, cả doanh nhân doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cả tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, cả tổ chức tôn giáo, cả tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thương người như thể thương thân, ủng hộ kinh phí trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch. Người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Ngay tại lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã nhận được ủng hộ và đăng ký ủng hộ của trên 30 tổ chức doanh nghiệp cá nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỷ đồng. Sau 3 tuần thành phố Đồng Hới thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, căn cứ vào tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, chiều ngày 15 tháng 9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã họp triển khai công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị. Theo đó, từ 19 giờ ngày 15 tháng 9, thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 trong thời gian 7 ngày tiếp theo đối với toàn bộ 4 xã phường Bảo Ninh, Hải Thành, Bắc Lý, Đồng Phú và một số thôn, tổ dân phố thuộc cả xã phường còn cả ca F0 đang phong tỏa. Cả đơn vị xã, phường, thôn, tổ dân phố còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Các địa bàn thực hiện chỉ thị 15 sẽ được áp dụng theo mức độ nâng cao, chỉ cho phép mở cửa hoạt động đối với những cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Các chợ được mở cửa nhưng phải tổ chức lại, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch phù hợp với từng địa phương. Hoạt động xây dựng chỉ ưu tiên đối với những công trình cấp bách có nguồn vốn của Trung ương và phải đảm bảo 3 tại chỗ. Hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết, khuyến khích các địa phương tiếp tục áp dụng phương thức đi chợ hộ nếu người dân có nhu cầu. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trên cơ sở rút kinh nghiệm trong thời gian 3 tuần áp dụng chỉ thị 16 trên toàn địa bàn, lãnh đạo cả xã phường cần chủ động các phương án phòng chống dịch phù hợp.
trong đó tập trung cao cho việc sàng lọc bóc tách các F0 trong cộng đồng, đảm bảo an toàn trong việc lấy mẫu test COVID, chăm lo công tác an sinh xã hội, tăng cường quản lý hoạt động tại các chợ. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch. Trước mắt là cần phải cơ cấu lại các chỗ trực, rà soát những khó khăn vướng mắc sau khi chuyển đổi sang trạng thái phòng chống dịch mới. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong phòng chống dịch. Quá trình thực hiện, các xã phường cần phải có phản hồi thường xuyên đối với ban chỉ đạo thành phố để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn mới. Sáng qua ngày 16 tháng 9, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cấp ủy chính quyền, tổ chức đoàn thể trên địa bàn thị xã, nhờ về công tác phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ba Đồn giữ được vùng xanh an toàn thị xã, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 từ 19 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 với mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã kiến nghị đề xuất các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh khi thị xã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 trong tình hình mới với phương châm cao hơn một mức, sớm hơn một bước. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhấn mạnh một số vấn đề phải lưu ý và thực hiện, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, chuyển trạng thái bình thường mới trong phòng chống dịch nhưng không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây trên địa bàn, nhất là kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền ra vào trên địa bàn, các xã phường kiểm soát cả trường hợp buôn bán trên địa bàn, tổ chức test nhanh sàng lọc cho cả trường hợp này, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 trong tình hình mới với mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh nhưng tuân thủ thực hiện 5K của Bộ Y tế, đảm bảo giữ vững vùng xanh an toàn, v.v. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Quảng Bình đã quyết định điều chỉnh cả mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn, tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực quyết tâm phòng chống dịch COVID-19. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp trong thời gian tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa đồng chí Giám đốc Sở Y tế, vừa qua thì Ủy ban nhân tỉnh đã có các quyết định về việc chuyển trạng thái mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Vậy thì ngành y tế đã có những hướng dẫn như thế nào đối với các địa phương nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh? Sau khi mà Ủy ban nhân tỉnh đã có cái quyết định điều chỉnh về áp dụng các cái mức chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống dịch tiếp theo tập trung là những cái vùng, những cái xã mà đang còn nguy cơ rất là cao, gọi tắt là những cái xã vùng đỏ, và những cái thôn bản, những cái khu vực, những cái địa bàn địa phương mà trong thực hiện chỉ thị 15 và chỉ thị 19 nhưng vẫn đang còn khoanh vùng, đang còn phong tỏa, thì tiếp tục thực hiện là thần tốc xét nghiệm tiếp 2 đến 3 ngày một lần để tiếp tục là bóc tách những cái F0 còn lại trong những khu vực này ra khỏi địa bàn. Đồng thời những cái khu vực liên quan lân cận thì lại tiếp tục trong vòng thời gian 7 ngày một lần thì chúng ta phải tiếp tục là tổ chức xét nghiệm. Còn những cái khu vực khác như là siêu thị, chợ, những cái bến cảng, những cái vùng nguy cơ cao thì chúng ta lại tiếp tục là xét nghiệm theo cái các cái mẫu đại diện ngẫu nhiên, tiếp tục bóc tách các cái F0 ra khỏi cộng đồng. Trong cái thời gian vừa qua, công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng có những cái nơi có nơi có lúc vẫn đang còn chưa thực sự tuân thủ nghiêm túc các cái quy định, các cái nội quy. Do đó thì cần phải có cái việc tổ chức tốt, thực hiện cái việc giãn cách, thực hiện các cái quy trình xét nghiệm, kể cả người dân, kể cả nhân viên y tế, thực hiện theo đúng các cái quy trình chuyên môn về việc sát khuẩn tay sau mỗi lần lấy mẫu, thay găng định kỳ tối thiểu là 6 lần, và đảm bảo cho cái công tác trật tự có tổ chức thì mới đảm bảo cho được một cái cuộc lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an toàn. Thưa đồng chí, hiện nay thì công tác quản lý công dân tại các khu cách ly tập trung được ngành y tế triển khai như thế nào để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung ạ? Thời gian vừa qua thì cũng đã tăng cường thêm các cái khu cách ly tập trung ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Và trong cái các cái cách ly tập trung này, ngoài cái
các cái trường hợp F1 chuyển thành F0 thì vẫn có cái tình trạng là lây nhiễm chéo. Do đó thì cái phương án sắp tới thì phải tiếp tục là giãn cách số lượng của các cái F1 trong các cái khu cách ly tập trung. Đồng thời những cái chỗ nào mà cái tỷ lệ mà F1 chuyển thành F0 nhiều thì cần phải có giãn cách ra và xử lý khử khuẩn tất cả những cái cơ sở này trước khi mà đưa vào cái sử dụng mới. Đồng thời nữa cũng là đề nghị tăng cường thêm các cái khu cách ly tập trung tại tuyến xã, để những cái xã nào có những cái trường hợp F0 thì chúng ta cách ly ngay tại đó, không dồn tập trung về những cái khu cách ly tập trung của tỉnh mà có cái nguy cơ lây nhiễm chéo, có những cái nguy cơ để trở thành F0, để mà đảm bảo cho cái việc hạn chế cái việc lây chéo ở trong các khu cách ly tập trung. Thì chúng tôi muốn khuyến cáo rằng là các cái trường hợp là F1 đã vào khu cách ly tập trung thì chúng ta tuân thủ tốt cái nội quy của các khu cách ly tập trung, tiếp tục tập trung cho công tác điều trị. Vì hiện nay chúng ta cái con số mà bệnh nhân đang điều trị là khoảng gần 950 người. Chúng ta đã điều trị khỏi khoảng 435 trường hợp, tập trung để cho điều trị tốt nhất các phác đồ để sớm cho những cái trường hợp khỏi bệnh và ra viện, đồng thời để tạo thêm các cái cơ sở, các cái giường bệnh để có thể là tiếp nhận thêm các cái trường hợp F0 mới. Hiện nay được diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì đồng chí có những ý khuyến cáo như thế nào đối với người dân trong việc triển khai các cái giải pháp phòng chống dịch COVID-19? Mặc dù thì chúng ta cũng đã có những cái thành quả và tỉnh cũng đã có cái nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để vừa phòng chống dịch, để vừa phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên rằng chúng tôi vẫn muốn khuyến cáo rằng hiện nay thì cái tình hình dịch bệnh vẫn đang còn, và các cái trường hợp F0 trong cái quá trình xét nghiệm thì vẫn đang còn trong các cái khu vực phong tỏa, trong các khu vực cách ly, và cũng có một số trường hợp ở những cái địa bàn vùng đỏ thì vẫn còn tiếp tục là có những cái F0 mới xuất hiện. Mặc dù là thực hiện cái chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 19 nhưng mà chúng ta vẫn thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm không tụ tập đông người. Chỉ thị 15 thì không quá 10 người tập trung ngoài cái phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ cái khoảng cách 2 mét và thực hiện cái thông điệp 5K. Làm thế nào đó để trong một cái thời gian tới nữa ngắn nhất, chúng ta cố gắng bóc tách được các cái F0 còn lại ra khỏi cộng đồng, và để tạo được một cái cộng đồng an toàn, vừa phòng chống dịch tốt, vừa phát triển tốt cái kinh tế xã hội theo các cái hướng dẫn, các cái chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng như là của các cấp các ngành. Xin trân trọng cảm ơn ông vì đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 9, Quảng Bình có tổng số ca mắc COVID-19 từ trước đến nay là 1.377 ca, trong đó đã có 435 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Hiện toàn tỉnh có 941 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhằm đảm bảo cho công tác khu dung cách ly điều trị chăm sóc đối với bệnh nhân COVID-19, đảm bảo kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh gia tăng trên địa bàn tỉnh, Quảng Bình hiện đang áp dụng phân tầng tháp điều trị gồm 3 tầng là nhóm người bệnh nguy cơ thấp, nhóm người bệnh nguy cơ trung bình và nhóm người bệnh nguy cơ cao, rất cao. Với 5 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó cơ sở điều trị COVID-19 cấp 1 đặt tại trường Cao đẳng Luật Miền Trung có quy mô 657 giường bệnh và khách sạn phục vụ 120 giường. Cơ sở điều trị COVID-19 cấp 2 tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh với quy mô 120 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới với 250 giường. Cơ sở điều trị cấp 3 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới với 50 giường bệnh. Hiện nay, số bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đang được điều trị tại tầng 1 chiếm khoảng 78% so với tổng số bệnh nhân mắc COVID-19, và bệnh nhân có triệu chứng được điều trị tại tầng 2 chiếm khoảng 20%, và bệnh nhân có triệu chứng nặng thuộc tầng 3 là 2%. Thời gian qua, Quảng Bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các bệnh nhân COVID-19 cùng với sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chữa trị, chăm sóc. Thể trạng của các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được cải thiện. Dự kiến trong thời gian tới, số bệnh nhân COVID-19 sẽ được chữa khỏi và xuất viện tăng. Chiều hôm qua ngày 16 tháng 9, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì lễ phát động chương trình Sống và Máy tính cho em. Chương trình được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Ủy ban nhân dân tỉnh tới các địa phương trong toàn tỉnh. Dự lễ phát động có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành và các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Bình tổ chức lễ phát động chương trình Sống và Máy tính cho em trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có phương tiện tham gia học tập trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
Theo khảo sát, toàn tỉnh hiện có khoảng 31% học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên không có thiết bị để có thể tham gia học trực tuyến và thiếu sóng di động để kết nối. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Để thực hiện hiệu quả chủ trương tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, học trực tuyến là giải pháp hữu hiệu nhất của giai đoạn hiện nay và cũng là một bước để góp phần vào công tác chuyển đổi số nhằm phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai. Phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em tại Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình và kêu gọi cả sở ban ngành địa phương, cả doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực hưởng ứng lời phát động thực hiện chương trình Sóng và Máy tính cho em để mỗi máy tính, mỗi khu vực có sóng, mỗi trẻ em được kết nối, được học tập. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các đồng chí các điểm cầu dự hội nghị, thưa các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thưa tất cả các đồng chí, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có phương tiện tham gia học tập trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi bày tỏ sự quan tâm chân thành, sẻ chia sâu sắc với những khó khăn của ngành giáo dục, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong giai đoạn này nói riêng và toàn thể người dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Thưa toàn thể các đồng chí, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội trên toàn cầu, làm thay đổi cách nghĩ, cách thích ứng, cách vận hành, cách quản trị xã hội nói chung cũng như hình thức hoạt động giáo dục nói riêng. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống, trong học tập và giáo dục để thực sự là xã hội kỷ nguyên số. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của chúng ta hiện nay nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Như chúng ta đã biết, từ ngày 24 tháng 8 đến nay, dịch COVID-19 đã bùng phát trên địa bàn tỉnh ta với tốc độ lây lan nhanh. Nhiều địa phương đã phải áp dụng các biện pháp chống dịch theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Học sinh của chúng ta cũng đã phải nghỉ học một thời gian khá dài. Hiện nay, chúng ta đã kiểm soát dịch bệnh, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn thực sự còn cao. Vì thế, trong xu thế chung của cả nước, chúng ta phải tính đến việc duy trì học tập cho học sinh với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp, trong đó có hình thức học trực tuyến. Tỉnh ta là một tỉnh còn có nhiều vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, nên các thiết bị học như máy tính bảng, điện thoại di động còn thiếu thốn, sóng viễn thông đến các vùng chưa thực sự đáp ứng. Theo khảo sát, tỉnh có khoảng 31% học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên không có thiết bị để có thể tham gia học trực tuyến và thiếu sóng di động để kết nối, đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Để thực hiện hiệu quả chủ trương tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, học trực tuyến là giải pháp hữu hiệu nhất của giai đoạn hiện nay và cũng là một bước để chúng ta góp phần vào công tác chuyển đổi số nhằm phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai. Với lý do đó, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các sở, ban ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chương trình Sóng và Máy tính cho em, để mỗi máy tính, mỗi khu vực có sóng, mỗi trẻ em được kết nối, được học tập trên không gian mạng trong điều kiện phải giải quyết tình thế, góp phần gieo hạt mầm để những hạt mầm ấy lớn lên và tiếp tục lan tỏa, tạo thành xã hội số, kinh tế số, tạo thành tình thương trên toàn tỉnh cũng như trên mọi miền của đất nước ta. Trong điều kiện dịch bệnh kéo dài, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong cả nước cũng như trên địa bàn gặp
rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần cộng đồng cao cả, thời gian qua các đơn vị cá nhân đã hỗ trợ rất lớn cho quỹ vaccine và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh rất ghi nhận và biểu dương những sự hỗ trợ kịp thời, những nghĩa cử cao đẹp đó. Và hôm nay, trước lời kêu gọi của tỉnh về chương trình sóng và máy tính cho em, đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Việt Tiến, Tân Phát Sport, Thế Sang, Hoàng Hưng, Ngân hàng Quân đội, v.v. đã đến hưởng ứng, ủng hộ ngay tại lễ phát động chương trình sóng và máy tính cho em hôm nay, và mong muốn các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tiếp tục tích cực tham gia hưởng ứng chương trình này để cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, học sinh tỉnh ta sẽ có đủ sóng và máy tính để tham gia học tập, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhân đây, tôi đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, các sở ngành và các địa phương chủ động xây dựng kịch bản trở lại trường học trực tiếp an toàn cho học sinh ở những địa bàn đã được công nhận là vùng xanh và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh và giáo viên. Ngành y tế ưu tiên triển khai tiêm vaccine cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khi có nguồn vaccine được phân bổ. Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan, các đơn vị viễn thông trên địa bàn và các địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông đảm bảo có sóng cho học sinh, nhất là những vùng chưa có sóng hoặc sóng không đạt chất lượng, đồng thời xây dựng tiêu chí điều kiện hỗ trợ máy cho các cháu đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả. Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện chương trình ý nghĩa này. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị địa phương trao cho các em sớm nhất có thể và cùng gia đình hướng dẫn quản lý các em sử dụng vào việc học tập có hiệu quả cao nhất. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Thắng và các đại biểu đã chứng kiến đại diện các đơn vị doanh nghiệp trao tặng máy tính cho chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tính đến cuối buổi lễ, chương trình đã huy động ủng hộ được hơn 1.450 máy tính với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hôm qua ngày 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp bàn về phương án tổ chức dạy học thực hiện chương trình năm học 2021-2022. Đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp. Theo dự thảo phương án tổ chức dạy học của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, thì đối với địa phương, đơn vị hết giãn cách xã hội sẽ tận dụng tối đa thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp. Đối với địa phương, đơn vị thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 sẽ kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến để dạy học. Đối với địa phương, đơn vị thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 sẽ tổ chức dạy học trực tuyến. Những học sinh không có điều kiện học trực tuyến thì sẽ hướng dẫn học sinh học qua truyền hình hoặc hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập. Sở cũng đã cụ thể hóa từng phương án của từng cấp học phù hợp với diễn biến tình hình của dịch bệnh. Theo khảo sát của Sở, thì toàn ngành giáo dục có 99,8% giáo viên có thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến, 69,8% học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên có đủ điều kiện học trực tuyến. Sau khi nghe các ý kiến góp ý của các đại biểu tham gia cuộc họp, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận nêu rõ. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021, các cấp học trong tỉnh sẽ tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học thông qua các chương trình truyền hình trong thời gian từ 1 đến 2 tuần. Trong thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cụ thể hóa việc dạy học, lựa chọn các loại hình học tập đối với từng cấp học, từng địa bàn, từng đối tượng, phù hợp với các diễn biến, tình huống của dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong thời gian tiếp theo. Trước mắt, chưa tổ chức dạy học đối với cấp học mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 2 học trên truyền hình thông qua kênh VTV7 được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình nối sóng và ghi lại chương trình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt lưu ý, ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị cả phương án dạy học đối với các học sinh trong thời gian này không thể tham gia học bất cứ hình thức gì và các đối tượng yếu thế trong xã hội để có kế hoạch dạy bù kiến thức phù hợp. Trên cơ sở các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của các cấp, ngành cần triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong khả năng tốt nhất. Trong đó, học sinh lớp 12 ưu tiên hàng đầu, đồng thời tùy các tình huống của dịch bệnh để ngành có sự điều chỉnh phù hợp, linh hoạt công tác dạy học trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi cả tin tức quan trọng khác. Sáng qua ngày 16 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã có buổi làm việc với báo Quảng Bình
đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2021 đến nay, báo Quảng Bình đã tập trung tuyên truyền đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ở lĩnh vực báo in, báo Quảng Bình đã xuất bản được 258 số báo với tổng số phát hành gần 950 tờ, gần 8.500 tin bài, ảnh và văn bản được đăng tải. Trong đó, tin bài, ảnh của phóng viên chiếm trên 81%, công tác viên và các văn bản của trung ương, địa phương chiếm gần 19%. Cùng với báo in, báo Quảng Bình điện tử cũng đã kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Thời gian vừa qua, có hơn 22.200 lượt tin bài, ảnh, văn bản được biên tập, khai thác, xử lý, xuất bản trên báo Quảng Bình điện tử và bảo đảm tính thời sự và tăng cường thực hiện các chuyên mục đặc trưng theo hướng báo chí hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng. Nhờ vậy, số lượng độc giả truy cập ngày càng tăng, với tổng cộng trên 1,3 triệu lượt truy cập, trong đó ngày cao nhất lên tới 120.000 lượt truy cập. Nội dung tuyên truyền của báo Quảng Bình đã đảm bảo đúng định hướng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh và nhà nước. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 đã được thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch, không gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân. Công tác phản ánh các thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng cũng được báo Quảng Bình tập trung thực hiện. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ ban biên tập viên, phóng viên của báo Quảng Bình trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, nhưng vẫn luôn đảm bảo công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, nhạy bén, có tính định hướng dư luận cao. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị báo Quảng Bình tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai bão lũ, xem đây là hai nhiệm vụ tuyên truyền song song, việc thông tin phải đa chiều, chính xác và kịp thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Tập trung tuyên truyền các đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, làm tốt hơn nữa công tác kiểm duyệt tin bài, tránh để sai sót không đáng có, tăng cường các bài viết chuyên trang về đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chuyên mục chuyên trang, đổi mới cả về nội dung và hình thức trên cả báo in và báo điện tử để bắt kịp xu thế phát triển của báo hiện đại, duy trì mạng lưới cộng tác viên, làm tốt công tác tổ chức sắp xếp bộ máy cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng người, đúng vị trí, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần đối với cán bộ công nhân viên chức, người lao động, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể. Sáng qua, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra tại khu tái định cư ở bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo huyện Minh Hóa, Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội chữ thập đỏ tỉnh. Khu tái định cư tại bản Cha Lo, xã Dân Hóa được quy hoạch trên diện tích 4,7 ha, được khởi công xây dựng vào đầu năm 2021. Đến nay, công trình đã hoàn thành và được đưa vào bàn giao sử dụng cho 34 hộ gia đình. Kiểm tra tình hình khu tái định cư, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị địa phương và đơn vị liên quan cần khắc phục khó khăn để hoàn thiện tiến độ xây dựng một số hạng mục của khu tái định cư như đường giao thông, cống rãnh thoát nước, hệ thống điện, tích cực huy động nguồn vốn từ các chương trình dự án để hỗ trợ người dân, đặc biệt chú trọng đến vấn đề hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đồng chí Nguyễn Lương Bình cũng đề nghị địa phương tập trung chỉ đạo phối hợp với các ban ngành giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho bà con ở đây để giúp bà con thực hiện tốt các nguyên tắc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá 650.000 đồng gồm các vật dụng thiết yếu để giúp bà con trước mắt ổn định cuộc sống. Tổng trị giá các suất quà là 26 triệu đồng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi hướng dẫn việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai của các cơ sở trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Một, đối với địa bàn thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. A, quy định chung, người đi đường phải có giấy đi đường do cấp có thẩm quyền cấp kèm theo giấy tờ tùy thân, thực hiện nghiêm quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, đeo tấm che mặt trong suốt thời gian hoạt động, thực hiện di chuyển theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến đối với cả hoạt động vận chuyển giao dịch.
người ở cả địa phương có nguy cơ rất cao không được di chuyển đến các địa bàn có nguy cơ thấp hơn, trừ những trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Đối với trường hợp di chuyển trong địa bàn nội huyện, thành phố, thị xã, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với trường hợp di chuyển giữa các địa phương. B. Quy định cụ thể đối với cả cơ sở sản xuất, công trường, cả doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu không được sử dụng lao động ở địa bàn đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG. Trước khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính và phải được xét nghiệm lại bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh với tần suất 5 ngày một lần. Ưu tiên bố trí những người đã tiêm vaccine, đảm bảo 3 tại chỗ hoặc đảm bảo ăn ở tập trung và thực hiện một cung đường 2 điểm đến. Đối với nhà máy, cơ sở sản xuất, bố trí tối đa 50% người làm việc, thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ tại doanh nghiệp hoặc đảm bảo ăn ở tập trung và thực hiện một cung đường 2 điểm đến. Thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, được cơ quan y tế đồng ý về các biện pháp phòng chống dịch. Đối với công trình giao thông, xây dựng, công trình cấp bách, đầu tư công, bố trí tối đa 50% người làm việc, thực hiện phương án thi công 3 tại chỗ tại công trình hoặc ăn ở tập trung và thực hiện một cung đường 2 điểm đến, tạm dừng tất cả các công trình nhà ở riêng lẻ tư nhân. Đối với cả trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu, ngân hàng, kho bạc, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, bố trí không quá 50% số người làm việc, xét nghiệm RT-PCR âm tính trong thời gian 72 giờ hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 48 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu đối với nhân viên đi lại giao dịch. Đối với cả hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, lao động sản xuất theo hộ gia đình hoặc nhóm hộ tại địa phương, nhân viên thị trường, thương lái của các đơn vị phải có giấy đi đường, đeo tấm che mặt trong suốt thời gian hoạt động, xét nghiệm RT-PCR âm tính trong thời gian 72 giờ hoặc kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 48 giờ. Mỗi điểm thu mua nông sản bố trí 2 người một nhóm và không quá 3 nhóm trên một điểm thu mua. Cả tàu cá khi cập cảng, người đi trên tàu phải được xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Đối với ngư dân thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ tàu thuyền phải đảm bảo quy định phòng chống dịch, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 48 giờ trước khi rời khỏi địa phương. Số lượng không quá 2 người một phương tiện. Đối với hoạt động của cảng cá, cảng biển, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, bố trí tối đa 20% số người làm việc. Nếu trường hợp đảm bảo thực hiện điều kiện 3 tại chỗ, được bố trí tối đa 30% số người làm việc. Đối với hoạt động của cả cơ sở kinh doanh dịch vụ, bổ trợ doanh nghiệp, đăng kiểm, kiểm toán, đăng ký giao dịch đảm bảo, bảo hiểm, bảo vệ chuyên nghiệp. Bố trí tối đa 2 người làm việc, riêng đăng kiểm được bố trí tối đa 3 người một ca làm việc. Đối với hoạt động của dịch vụ bổ trợ tư pháp, bố trí tối đa 2 người một ca làm việc. Đối với hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đô thị, xử lý sự cố, bảo trì, duy tu, sửa chữa hệ thống điện, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin viễn thông, cầu và đường bộ, phải đảm bảo thông suốt, được bố trí nhân lực theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đối với hoạt động của cả cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ kỹ thuật sửa chữa điện, nước, dân sinh, bố trí tối đa 2 người làm việc, riêng cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng được bố trí thêm tối đa 2 người để bốc dỡ hàng hóa trên một ca làm việc. Hoạt động vận chuyển xây dựng từ cơ sở sản xuất kinh doanh đến công trình xây dựng phải đảm bảo tuân thủ một cung đường 2 điểm đến. Phương tiện và những người trên phương tiện vận chuyển thực hiện theo quy định của ngành giao thông vận tải. Đối với hoạt động của các doanh nghiệp vận chuyển, cung ứng hàng hóa, thực hiện theo hướng dẫn của ngành giao thông vận tải. Đối với hoạt động của những người giao nhận hàng hóa và những người giao nhận công nghệ shipper, phải mặc trang phục bảo hộ theo quy định, đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn, tấm che mặt, găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn khi tham gia giao thông. Phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong thời gian 72 giờ và phải được xét nghiệm lại bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh với tần suất 5 ngày một lần. Việc giao hàng đến các địa bàn đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG chỉ được thực hiện giao nhận tại chỗ kiểm soát COVID-19. Hoạt động của cảng chờ theo hướng dẫn tại công văn số 1070 STTTM ngày 27 tháng 7 năm 2021 và công văn số 1201 STTTM ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Công Thương. Hoạt động tang lễ và dịch vụ tang lễ không để đám tang quá 48 tiếng, chỉ tổ chức tang lễ trong phạm vi gia đình không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng.
chỉ sử dụng phương tiện ô tô để đưa tang trong trường hợp đoàn xe ra khỏi tỉnh phải có xác nhận của chính quyền cấp xã. Đối với địa bàn thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, tạm đình chỉ cả cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, cụ thể rạp chiếu phim, sân vận động, cả sân chơi thể thao, sân golf, võ thuật, thể dục thẩm mỹ, phòng gym, phòng yoga, bóng đá và cả cơ sở luyện tập thể thao công cộng, cửa hàng internet, trò chơi điện tử, karaoke, xông hơi, massage, thẩm mỹ, quán bar, vũ trường, cả tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống trên vỉa hè, nơi công cộng. Cả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi, mang về. Đối với cả cơ sở sản xuất kinh doanh công trường, không được sử dụng lao động ở địa bàn đang cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG. Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cả cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định. Số lượng công nhân được phép bố trí như sau. Nhà máy, cơ sở sản xuất có từ 300 công nhân trở lên, bố trí tối đa 50% người làm việc. Nhà máy, cơ sở sản xuất có từ 100 đến dưới 300 công nhân, bố trí tối đa 70% người làm việc. Nhà máy, cơ sở sản xuất dưới 100 công nhân, doanh nghiệp chủ động quyết định số lượng công nhân làm việc trên cơ sở đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Trước khi tham gia làm việc tại cả cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính và phải được xét nghiệm lại bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh với tần suất 7 ngày một lần, ưu tiên bố trí những người đã tiêm vaccine, sau đó mới bố trí những lao động khác. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình, những người trên tàu cá đi khai thác hải sản vùng biển xa, tàu từ cả địa phương khác cập bến phải được test nhanh với SARS-CoV-2 âm tính trước khi tham gia các hoạt động tại cảng cá, rời tàu lên bờ. Những người trước khi lên tàu ra khơi đi khai thác đánh bắt thủy hải sản phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Hoạt động của cảng chợ. Theo hướng dẫn tại công văn số 1070-STT-TM ngày 27 tháng 7 năm 2021 và công văn số 1201-SCT-TM ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Công Thương, hoạt động giao thông công cộng đảm bảo giảm giãn trừ cả phương tiện vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. 3. Đối với địa bàn thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 19 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, gồm cả rạp chiếu phim, vũ trường, cơ sở làm đẹp, phòng tập gym, phòng tập yoga, karaoke, massage, quán bar, khu vui chơi giải trí, tiệm game, internet công cộng, sân golf, dịch vụ ăn uống trên vỉa hè nơi công cộng. Cả hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Không được sử dụng lao động ở địa bàn đang cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG. Cả nhà hàng, quán ăn, dịch vụ giải khát, phục vụ ăn uống tại chỗ giảm 50% công suất phục vụ. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, vận chuyển khách nội tỉnh được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động, từ đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại đơn vị theo quy định và cập nhật trên hệ thống an toàn COVID.vn. 4. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở những vùng sản xuất trong điều kiện bình thường mới, thực hiện theo sổ tay hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại cộng đồng trong